A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Chào mừng tất cả các con đến với tiết học tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, trong chủ đề vẻ đẹp quanh em. Con hãy quan sát tranh và cho cô biết bức tranh vẽ cảnh gì. Chúng ta thấy bức tranh vẽ cảnh một ngôi nhà nằm trên cảnh vùng nước mênh mông. Các con thân mến, hôm nay cô cho mình cùng nhau học bài 2 Mùa nước nổi. Qua bài học này, sẽ giúp các con hiểu và chỉ ra được những chi tiết có thể đặc trưng của cảnh vật trong mùa nước nổi ở miền Nam. Từ đó, hiểu được lý do tại sao người miền Nam gọi là mùa nước nổi, chứ không phải là mùa nước lũ. Cô đặt ra mục tiêu cho bài học như sau. 1. Đọc đúng các từ khó, đọc rõ ràng văn bản mùa nước nổi với tốc độ đọc phù hợp, biết nghỉ hơi sau mỗi đoạn. 2. Viết đúng chính tả một đoạn văn ngắn trong bài Mùa nước nổi theo hình thức nghe viết, biết trình bày đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu câu, làm đúng bài tập chính tả phân biệt cờ, ca, chờ, chờ hoặc ác, át. 3. Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa. 4. Phát triển 4 từ ngữ về mùa, nói được tên và đặc điểm của các mùa ở miền Bắc, miền Nam nước ta, biết cách dùng dấu chấm hỏi ở cuối câu. 5. Tìm đọc được một câu chuyện, bài thơ, viết về các mùa trong năm. Từ đó, bồi dưỡng cho các con tình yêu thiên nhiên, tình yêu đối với những vùng đất khác nhau trên đất nước. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học thôi nào. 1, 2, đọc. Các con hãy mở sách giáo khoa ra, lắng nghe cô đọc mẫu. Khi cô đọc đến đâu, chúng mình dùng tay chỉ vào bài đến đó. Mùa nước nổi. Mùa này, người làng tôi gọi là mùa nước nổi, không gọi là mùa nước lũ, vì nước lên hiền hòa. Nước mỗi ngày một dâng lên, mưa rầm rề, mưa sướt mướt, ngày này qua ngày khác. Rồi đến rằm tháng 7. Rằm tháng 7, nước nhảy lên bờ. Dòng sông Cửu Long đã no đầy, lại tràn qua bờ, nước trong ao hồ, trong đồng ruộng của mùa mưa hòa lẫn với dòng sông Cửu Long. Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong dần. Ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo dòng nước vào tận đồng sâu. Ngủ một đêm, sáng dậy, nước ngập lên những viên gạch, phải lấy ván, lấy tre, làm cầu từ cửa trước vào đến tận bếp. Vui quá, có cả một cây cầu lắt lẻo ngay dưới mái nhà. Theo Nguyễn Quang Sáng, cô chia bài đọc ra thành 4 đoạn. Đoạn 1 từ đầu cho tới ngày này qua ngày khác. Đoạn 2 từ rồi đến rằm tháng 7 cho đến dòng sông Cửu Long. Đoạn 3 từ đồng ruộng cho đến vào tận đồng sâu. Đoạn 4 là đoạn còn lại. Sau đây, các con hãy cùng người thân hoặc bạn bè luyện đọc toàn bộ bài Mùa nước nổi nối tiếp theo đoạn nhé. Bài đọc có một số từ ngữ đọc dễ nhầm lẫn, chúng mình hãy lắng nghe cô phát âm lại những từ ngữ này. Mùa nước nổi, sướt mướt, rằm tháng 7, phù sa, ròng ròng, đồng sâu, lắt lẻo. Nào, các con hãy đọc lại những từ này nào. Chúng ta cùng nhau giải nghĩa một số từ ngữ khó hiểu có ở trong bài. Từ đầu tiên, cá ròng ròng hay còn được gọi là cá lòng ròng. Con đã từng thấy loài cá này chưa? Đây là một loài cá lóc nhỏ, thường bơi theo đàn
vào mùa nước nổi. Cửu Long là một con sông lớn ở miền Nam nước ta. Phù Sa là đất cát nhỏ mịn hòa tan trong dòng nước hoặc lắng đọng lại ở bờ sông, bãi bồi. Đây chính là hình ảnh Phù Sa. Bài đọc có một số câu dài, các con hãy ký hiệu cách ngắt nghỉ vào trong sách giáo khoa và đọc lại những câu này nhé. Nước trong ao hồ, trong đồng ruộng của mùa mưa hòa lẫn với nước dòng sông Cửu Long. Câu tiếp theo, ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo dòng nước vào tận đồng sâu. Sau đây các con hãy luyện đọc lại toàn bộ bài Mùa nước nổi. Chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi của bài đọc nào. Câu 1. Vì sao người ta gọi là mùa nước nổi mà không gọi là mùa nước lũ? Bởi vì nước lên hiên hoa, thế nên người ta sẽ không gọi là mùa nước lũ. Câu 2. Cảnh vật trong mùa nước nổi thế nào? Còn hãy nêu cảnh vật về sông nước, đồng ruộng, vườn tược, cây cỏ và cá. Trong mùa nước nổi, sông nước, nước dâng cao, nước lên hiền hòa. Đồng ruộng thì nước trong đồng ruộng hòa lẫn với nước sông Cửu Long. Về vườn tược, cây cỏ, chúng ta thấy được bồi đắp phù sa. Và cá bơi thành đàn theo cá mẹ vào tận đồng sâu. Câu 3. Vì sao vào mùa nước nổi người ta phải làm cầu từ cửa trước vào tận bếp? Đó bởi vì nước ngập lên những viên gạch không đi lại được. Câu 4. Còn thích nhất hình ảnh nào trong bài? Chúng mình hãy chia sẻ cùng với bạn bè và người thân hình ảnh mà con thích nhất ở trong bài đọc nhé. Các con hãy luyện đọc lại toàn bộ bài Mùa nước nổi. Chúng ta cùng nhau luyện tập theo văn bản đọc. Bài 1. Từ nào chỉ đặc điểm của mưa có trong bài đọc? Rầm rề, rạ rích, sướt mướt, dai dẳng. Con hãy đọc lại bài và tìm từ chỉ đặc điểm của mưa có trong bài đọc nhé. Bài 2. Tìm thêm những từ ngữ tả mưa ở ngoài bài đọc. Ví dụ, cô tìm được từ ao ao, tí tách, lộp bộp. Các con thân mến, qua bài đọc ngày hôm nay, chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của cái tên mùa nước nổi. Đồng thời, chúng ta thấy thiên nhiên đất nước Việt Nam thật đẹp phải không nào? Cô chào mình cùng nhau chuyển sang tiết học tiếp theo. Tiết 3. Viết. Trong tiết học này, chúng mình sẽ nghe viết một đoạn trong bài Mùa nước nổi. Sau đây, các con hãy lắng nghe cô đọc đoạn chính tả ngày hôm nay nhé. Mùa nước nổi, đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình. Nước lại trong dần, ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn theo cá mẹ, xuôi theo dòng nước, vào tận đồng sâu. Hãy cho cô biết chúng ta cần viết hoa những chữ cái nào. À, chúng ta cần viết hoa những chữ cái tên đầu bài thơ, chữ cái đầu đoạn và những chữ cái sau dấu chấm. Trong bài có một số từ ngữ dễ viết sai: phù sa, quanh, đồng ruộng, đồng sâu, ròng ròng. Các con hãy đọc lại những từ này và các con có thể viết trước những từ này ra vở ô ly nhé. Sau đây, các con lưu ý, trong khi viết,
Tư thế ngồi viết phải thoải mái, không gò bó. Khoảng cách từ mắt đến vở là 25 đến 30 cm. Cột sống luôn ở tư thế thẳng. Hai chân thoải mái, không chân co, chân duỗi. Hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Ánh sáng phải đủ độ. Lưu ý, khi đọc chính tả, mỗi cụm từ cô sẽ đọc 3 lần. Khi cô đọc lần thứ nhất, các con đừng vội viết, chúng mình hãy lắng nghe để ghi nhớ cụm từ. Khi cô đọc lần thứ hai, các con hãy viết thật nắn nót vào vở. Khi cô đọc lần thứ ba, các con dừng lại và soát lại những gì mà mình đã viết nhé. Chúng ta cùng nhau nghe viết chính tả nào. Mùa nước nổi. Mùa nước nổi. Mùa nước nổi. Xuống dòng lùi vào một ô. Đồng ruộng. Đồng ruộng. Đồng ruộng phải. Vườn tược và cây cỏ. Vườn tược và cây cỏ. Vườn tược và cây cỏ. Như biết giữ lại. Như biết giữ lại. Như biết giữ lại. Hạt phù sa ở quanh mình. Hạt phù sa ở quanh mình. Hạt phù sa ở quanh mình. Phải. Nước lại trong dần. Nước lại trong dần. Nước lại trong dần. Chấm. Ngồi trong nhà. Ngồi trong nhà. Ngồi trong nhà. Phẩy. Ta thấy cả. Ta thấy cả. Ta thấy cả. Những đàn cá ròng ròng. Những đàn cá ròng ròng. Những đàn cá ròng ròng. Phẩy. Từng đàn. Phẩy. Từng đàn. Từng đàn. Phẩy. Từng đàn. Từng đàn. Phẩy. Từng đàn. Theo cá mẹ. Theo cá mẹ. Theo cá mẹ. Xuôi theo dòng nước. Xuôi theo dòng nước. Xuôi theo dòng nước. Phải. Vào tận đồng sâu. Vào tận đồng sâu. Vào tận đồng sâu. Chấm. Các con vừa được nghe viết một đoạn trong bài Mùa nước nổi. Sau đây, chúng mình hãy lắng nghe cô đọc lại toàn bộ bài chính tả và soát lỗi nhé. Mùa nước nổi, đồng ruộng, vườn tược và cây cọ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình. Nước lại trong dần, ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn theo cá mẹ, xuôi theo dòng nước. Vào tận đồng sâu. Bài 2. Tìm tên sự vật bắt đầu bằng cờ hoặc ca. Con hãy quan sát tranh minh họa. Dựa vào tranh minh họa, hãy tìm tên sự vật bắt đầu bằng cờ hoặc ca nhé. Bức tranh đầu tiên, cô tìm được từ cầu có chứa tiếng cờ. Bức tranh tiếp theo, cá có chứa tiếng cờ. Bức tranh cuối cùng, tiến có chứa tiếng ca.
Bài 3, đáp A hoặc B. Bài 3 gồm có hai câu, câu A và câu B. Các con có thể lựa chọn một trong hai câu để làm. Tuy nhiên ở đây cô sẽ chữa cả câu A và câu B. Câu A, chọn CH hay TR thay cho ô vuông. Từ đầu tiên, cây tre, tại, quả, xanh, che mưa, trải nghiệm, bức tranh. Câu B, tìm từ ngữ có chứa tiếng ác hoặc ác. Ví dụ, đối với ác, cô tìm được từ củ lạc, con hạt, âm nhạc. Với ác, cô tìm được từ hạt cát, mát mẻ. Các con thân mến, qua tiết chính tả, các con đã được nghe viết một đoạn trong bài Mùa nước nổi, được làm bài tập chính tả phân biệt cờ, ca, ch, tr, ác, át. Chúng ta cùng nhau chuyển sang tiết học tiếp theo. Tiết 4, luyện từ và câu. Bài 1, nói tên mùa và đặc điểm của các mùa ở miền Bắc. Dựa vào 4 bức tranh. Ở miền Bắc có mùa xuân. Mùa xuân thì hoa đào nở rộ, chồi non xanh biếc. Mùa xuân mang đến thời tiết ấm áp, nhẹ nhàng. Bức tranh số 2 vẽ cảnh mùa hè. Mùa hè có cây phượng vĩ nở hoa đỏ thắm. Mùa hè có thời tiết nóng bức và oi ả. Tuy nhiên, cây lá thì lại rất xanh tươi. Mùa thu, lúc này chính là mùa cây thay lá. Những chiếc lá chuyển sang màu áo vàng. Tiết trời se lạnh. Mùa đông, cành lá khẳng khiu. Mùa đông mang đến tiết trời rét buốt, hanh khô. Bài 2, nói tên mùa và đặc điểm các mùa ở miền Nam. Khác với miền Bắc, ở miền Nam có hai mùa chính, đó là mùa mưa. Mùa mưa thì mưa nhiều, thời tiết mát mẻ. Vừa mưa đã nắng. Mùa tiếp theo là mùa khô. Mùa khô thì nắng nhiều. Ngày trời nóng, rất ít mưa. Bài 3, chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thay cho ô vuông. Ở miền Bắc, mùa nào trời lạnh? Dấu hỏi chấm. Ở miền Bắc, mùa đông trời lạnh? Dấu chấm. Ở miền Nam, nắng nhiều vào mùa nào? Dấu hỏi chấm. Ở miền Nam, nắng nhiều vào mùa khô. Sau cơn mưa, cây cối như thế nào? Dấu hỏi chấm. Sau cơn mưa, cây cối tốt tươi. Dấu chấm. Như vậy, chúng ta sẽ đặt dấu chấm hỏi ở những câu hỏi. Câu nào không phải là câu hỏi, chúng ta sẽ đặt dấu chấm. Tiết 5, 6, luyện viết đoạn. Bài 1, quan sát và kể tên các đồ vật dưới đây. Cô mời các con quan sát tranh minh họa và kể tên những đồ vật nào. Trong tranh minh họa, chúng ta thấy có nón, ô hay còn được gọi là dù, mũ, khăn, áo mưa, quạt điện và quạt giấy. Bài 2, con hãy chọn một đến hai đồ vật yêu thích và nói về đặc điểm, công dụng của chúng. Ví dụ như nón có hình chóp, được dùng để che nắng, che mưa. Nào, chúng mình hãy chia sẻ cùng với bạn bè và người thân những đặc điểm, công dụng của các đồ vật mà con yêu thích. Bài tiếp theo, viết 3 đến 5 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa.
Cô đưa ra cho chúng mình gợi ý như sau để tả đồ vật. Đầu tiên, con hãy xác định con chọn tả đồ vật nào. Đồ vật đó có gì nổi bật về hình dạng, màu sắc? Con thường dùng đồ vật đó vào lúc nào? Tình cảm của con đối với đồ vật đó như thế nào? Cô đưa ra cho chúng mình một đoạn văn mẫu để các con tham khảo. Cô mời các con lắng nghe. Ô là một loại dụng cụ, đồ vật. Ô cầm tay có tác dụng, dùng để che mưa, che nắng hoặc làm đẹp. Ô là vật dụng được thiết kế gồm cán ô hay thân dù, giống cây gậy ba tong, và lọng ô, dụng cụ bằng vải, có hình cây nấm để che đậy, được gắn cố định vào cán ô và có khả năng xòe, gấp để có thể cụp hoặc bật ô, xếp gấp cho gọn. Ở trong đoạn văn này, bạn nhỏ đã giới thiệu cho chúng mình về công dụng và bạn ấy miêu tả chiếc ô đấy. Nào, sau đây các con hãy dựa vào những gợi ý của cô và đoạn văn mẫu, các con hãy viết một đoạn văn khoảng 3 đến 5 câu về một đồ vật có công dụng để che nắng hoặc che mưa nhé. Sau khi viết xong, con hãy đọc đoạn văn của mình cho bạn bè hoặc người thân nghe và lắng nghe góp ý của họ. Cô cho mình cùng nhau chuyển sang tiết đọc mở rộng. Bài 1. Tìm đọc một câu chuyện, bài thơ viết về các mùa trong năm. Bài 1 yêu cầu các con tìm đọc một câu chuyện, bài thơ viết về các mùa trong năm. Ở miền Bắc có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Còn ở miền Nam thì có 2 mùa chính là mùa mưa và mùa khô. Con hãy tìm đọc một câu chuyện hoặc một bài thơ viết về các mùa trong năm. Con có thể tìm trên mạng Internet hoặc qua sách báo. Ví dụ, cô tìm được một bài thơ viết về mùa hè. Bài thơ có tên Em yêu mùa hè. Chúng mình cùng lắng nghe nhé. Em yêu mùa hè. Em yêu mùa hè, có hoa sim tím mọc trên đồi quê, rùng rình bướm lượn, thong thả dắt trâu. Trong chiều nắng xế, em hái sim ăn. Trời sao ngọt thế, gió mát lưng đồi, ve ngần ra rả trên cao lưng trời, diều ai vừa thả. Sau khi con đã tìm được bài thơ, câu chuyện nói về các mùa trong năm, con hãy nói về những điều con thích ở câu chuyện, bài thơ đó. Đầu tiên, con hãy nêu ra tên câu chuyện, bài thơ và điều con thích ở câu chuyện, bài thơ đó. Điều con thích có thể là về nội dung hay những câu từ hay những dòng thơ chi tiết ở trong câu chuyện hoặc bài thơ đó. Các con thân mến, qua bài học ngày hôm nay, bài 2 Mùa nước nổi, các con đã được cô hướng dẫn luyện đọc và đọc hiểu bài Mùa nước nổi. Chúng ta hiểu và chỉ ra được những chi tiết cho thấy đặc trưng của cảnh vật trong mùa nước nổi ở miền Nam, từ đó hiểu được lý do tại sao người dân miền Nam gọi là mùa nước nổi chứ không phải là mùa nước lũ. Các con được nghe viết một đoạn văn ngắn trong văn bản mùa nước nổi theo hình thức nghe viết, biết cách trình bày đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu câu, làm các bài tập chính tả phân biệt cờ, ca, CH, TR hoặc ác, át. Các con được viết đoạn văn tả một đồ vật cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa. Từ đó phát triển được vốn từ ngữ về mùa, nói được tên và đặc điểm các mùa ở miền Bắc, miền Nam nước ta, biết cách dùng dấu chấm hỏi ở cuối câu. Các con được tìm đọc một câu chuyện, bài thơ viết về các mùa trong năm, từ đó bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, tình yêu đối với vùng quê, đất khác nhau trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.